lịch thi đấu bóng đá vòng loại Euro 2020 mới nhất. Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, hàng loạt các trận đấu hấp dẫn sẽ diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 giữa các đội tuyển quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất lục địa già. Theo đó, các trận đáng chú ý bao gồm Nga với Mỹ, Tây Ban Nha với Romania, Hy Lạp với Phần Lan v.v. Hiện nay, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ đều đang dẫn đều trên các BXH của mình, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những trận cầu mãn nhãn. Danh sách 12 đội tuyển chính thức giành vé vào vòng chung kết Euro 2020. Bảng A, Anh, CHZ. Bảng B, Ukraine. Bảng F, Tây Ban Nha, Thụy Điển. Bảng G, Ba Lan. Bảng H, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng I, Mỹ, Nga. Bảng D, Ý, Phần Lan.